Sau đây là kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh thứ bảy ngày 26 tháng 11 năm 2022. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5-1. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8-1-6. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1498, 0181, 5487. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 0354. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 55864, 18399, 34328, 30012, 91745, 93432, 16539. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 03891, 45070. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 83675. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 86631. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 2443392. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 2443392.